Các bạn đang theo dõi chuyên mục đánh giá, so sánh máy ảnh của các dòng điện thoại mới nhất trên thị trường. Để giúp các bạn quan tâm đến khả năng chụp ảnh, quay phim trên smartphone, có thể chọn mua được một chiếc điện thoại phù hợp. Đến với chuyên mục Camera trên Net Channel, các bạn sẽ không chỉ được xem các bài đánh giá đơn thuần mà chuyên mục đưa các bạn đến với nhiều danh lam thắng cảnh, địa điểm nổi tiếng hay những tụ điểm vui chơi giải trí của giới trẻ Hà Nội, Sài Gòn hay Hạ Long. Và hãy để lại comment ở dưới mỗi video về thiết bị các bạn cần được đánh giá, so sánh. Chúc các bạn có được những phút giây vui vẻ và những thông tin bổ ích khi xem video. Xin chào, trên tay mình đang là Galaxy A3 và Miro 3, hai chiếc điện thoại mới nhất đang nổi bật ở phân khúc tầm trung những ngày đầu năm 2015 này. Và bài so sánh camera này của mình sẽ giúp các bạn có được cái nhìn tương quan nhất về camera của hai máy. Nào, bây giờ hãy cùng mình bắt đầu. Về cấu hình phần cứng, hai máy ăn thua từng ly một với phần cứng hoàn toàn giống nhau, từ một camera sau 8 megapixel đèn flash và camera trước 5 megapixel với góc chụp rộng. Tuy nhiên, camera của Oppo Miro 3 được đầu tư hơn về cảm biến ảnh riêng của Sony IMX179, 5 thấu kính với bộ lọc thủy tinh xanh. So với Galaxy A3 chỉ nhấn mạnh vào thiết kế vỏ kim loại và camera trước nên Samsung cũng không đặt nặng trang bị cho camera sau lắm. Cũng như hãng cũng không hề công bố một thông số nào của camera này ngoài số chấm. Về giao diện mình cũng không biết nói sao, nhưng mà mình thích cả hai giao diện này, đều hiện đại, nhiều tính năng, tùy biến cao. Tuy nhiên nếu phải chọn, mình sẽ chọn giao diện của Oppo Miro 3 vì có khả năng chỉnh tay với chế độ chuyên gia. Cộng với ngăn kéo, quản lý các chế độ trên phím chụp hình thì xem ra cũng dễ dùng hơn là phải chuyển tay sang nút chế độ của Samsung. Bên cạnh đó, hai máy cũng có sức mạnh tương đương đến từ vi xử lý S410 và RAM 1GB. Tuy nhiên Miro 3 có vẻ đã hoạt động nhanh hơn, do như mình đã nói, Oppo có thể đã tối ưu RAM và hỗ trợ camera để cho khả năng chụp hình và lưu hình nhanh hơn. Các bạn đang xem những hình ảnh được chụp bởi Galaxy A3 và Oppo Miro 3. Đây là ảnh chụp ban ngày trong điều kiện sáng và có thể là thừa sáng. Có thể nhận thấy ngay là ảnh của Galaxy A3 trong hơn, sắc nét hơn, chi tiết tốt hơn hẳn. Màu sắc thì khá tương đồng, Galaxy A3 không hề bị ám vàng như là Galaxy A5. Hơn nữa, A3 đo sáng ngon hơn, phần trời hơi cháy nhưng không cháy bằng Miro 3. Và rất tiếc, Miro 3 chỉ hơn được một điểm, đấy là góc chụp rộng hơn. Sang ảnh chụp trong nhà, Miro 3 cho màu sắc ấm hơn, về ánh sáng thì khá tương đương, nhưng Galaxy A3 cho chi tiết tốt hơn hẳn. Tiếp đến là ảnh macro, Miro 3 với khẩu độ f2.0 thì cho phần hậu cảnh được xóa phông tốt hơn. Tuy nhiên phần tiền cảnh thì độ sắc nét lại không thật sự xuất sắc. Galaxy A3 thì có khẩu độ chắc khoảng 2.4 nhưng lấy nét chi tiết, tiền cảnh tốt, sắc nét và trong. Vì thế mà tổng thể Galaxy A3 một lần nữa lại chiến thắng. Ảnh chụp đêm là lúc Miro 3 phô diễn tài năng, ảnh từ Miro 3 sáng hơn cũng như khả năng đo sáng tốt hơn. Lưu ý là Galaxy A3 hay các sản phẩm Samsung gần đây như trên Note 4 hay A5 đều không có khả năng đo sáng điểm. Vì thế mà cho dù bạn lấy nét vào chủ thể sáng thì máy vẫn chỉ lấy nét thôi và không đo lại sáng. Kết quả là ảnh từ Galaxy A3 cho ánh sáng phân tán, mất nét chủ thể. Miro 3 thì chạm một cái là đo sáng lại ngay trong vòng một nốt nhạc, cho ảnh chất lượng hơn hẳn. Như ở đây mình đã lấy nét vào tấm biển quảng cáo màu đỏ này. Miro 3 không những lấy nét điểm mà còn có khả năng lấy nét tay để cho ra những bức ảnh bokeh đẹp lung linh, một phần không thể thiếu của những bức ảnh đêm. Hơn nữa, chế độ đêm màu sắc trên Miro 3 cũng là một trợ thủ đắc lực, làm tăng độ tương phản, màu sắc nổi bật hơn. Bầu trời đêm ở hai máy đều ở mức bình thường, cái thì hơi sáng xanh, cái thì hơi sáng xám. Bức ảnh cuối cùng chốt hạ phần thi chụp thiếu sáng, rất thiếu sáng mà Miro 3 vẫn sắc nét, sáng chủ thể, còn A3 thì đã tắt điện.
ảnh selfie. Mình nói trước là mình không cố tình chọn bạn gái xinh để selfie, mà mình sẽ chọn một bạn nam bình thường để cho kết quả chính xác hơn, cũng như để người xem đỡ mất tập trung khi xem video. Galaxy A3 có góc chụp rộng hơn và độ làm đẹp tự nhiên hơn, ánh sáng và màu sắc tốt hơn. Mi Note 3 thì làm trắng ghê quá, làm ánh sáng bị mờ và nhạt. Như vậy là mình đã so sánh xong camera của hai chiếc máy Galaxy A3 và Mi Note 3. Kết luận của mình là Galaxy A3 có camera ngon hơn, tuy khả năng chụp đêm không ấn tượng bằng Mi Note 3. Mi Note 3 thì chỉ làm tốt phần chụp đêm thôi, còn lại đã gây thất vọng ở ảnh chụp ban ngày, trong nhà và selfie. Tổng số điểm cuối cùng các bạn có thể theo dõi trên màn ảnh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like video cũng như là để lại comment về camera của hai máy nhé.